Anh nói cái gì? Anh bảo em thích làm gì thì làm sao? Em đừng lớn tiếng nữa, anh mệt lắm rồi. Han Sung Jun, tuy đối với anh không quan trọng, nhưng mong anh cho Oh Dong Hee một cơ hội. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu đây? Hình như tôi là Lee Sang-woo mà anh đang tìm đấy.